Và anh yêu biết bao bàn tay đau mơ mỗi khi em hò. Ok, câu này lại là một câu ôm nha. Anh Đinh Mạnh Đinh là anh ấy paraphrase giỏi thật. Nhưng đây là kiểu cái ôm thật chặt từ phía sau rồi ôm này là vòng tay nồng ấm rồi. Anh này là master paraphrase này, đi TIL writing cực kỳ là điểm cao luôn đấy, đúng không? Mình paraphrase ôm một lần nữa nhá. Ôm mà lại còn chặt này thì các bạn có thể nói là kiểu như là when your arms cling to me so tight. Ok, và đây cũng là một cái từ cling, nó không phải ôm nhé, cling nó không biết là bám. Thực ra khi mà arms cling các bạn có thể miêu tả là kiểu bám tay, bám vào tay bên từ hai bên, hoặc là bám vào đâu cũng được. Bạn bám muốn bạn muốn cling vào đâu của người yêu bạn thì các bạn thích cling đâu thì bạn cling. Yeah, nhưng mà kiểu when your arms cling to me so tight. Ok, đó là kiểu khi mà vòng tay ôm nó rất là chặt, đúng không? Ok, so hãy thử hát xem đoạn này nó ra như thế nào nhé. Chúng ta có thể thêm một từ ở đây nếu mà nghe nó không vần lắm. Ok, so hát theo thầy nhá. 1, 2, suddenly came to my. Ok. And it suddenly came to my first confession. And the way your lips tasted on my eye. And the warm embrace from behind. Và anh yêu biết bao. Ôi, có cái từ anh yêu biết bao rất là hay. Các bạn thấy ở đây chúng ta không chỉ dùng một cái câu đơn giản, không thể chỉ dùng một cái từ thích đơn giản được, đúng không? Kiểu mình biết các bạn rất biết nhiều từ thích mà nó hoành tá tràng, hay hơn từ like, từ love rất là nhiều, đúng không? Nhưng ở đây nó là yêu biết bao, thì nó là cái câu gì nhỉ? Nó là cái câu cảm thán, được chưa? Thì ở đây chúng ta có một cái câu mà ôi tôi yêu biết bao ấy. Câu này rất là hay, đó là câu how I long for something. Đó, thì các bạn thấy từ long ở đây bình thường nó là dài, đúng không? Nhưng mà how I long các bạn biết là gì? Đây không phải là tính từ dài mà là động từ gì đó, được chưa? Và cái từ long for something, từ rất là tình cảm, nó nghĩa là kiểu mong muốn, da diết nhớ đến ai đó. How I long for something, mình cực kỳ là khao khát có được cái gì đấy ngay bây giờ, đúng không? Thì đó là to long for something. Ok, được chưa? So, mình bây giờ thì mình đang long for a cup of water. Mình rất khát anyway. So, nhưng mà các bạn có thể có thể dùng những cái câu rất là tình cảm, đúng không? Đấy, giả sử như kiểu như là nhắn tin cho người yêu mình luôn đi. Thank you. Đấy, đúng rồi. Hỏi đáp trả lời được. Wow, that hits the spot. Và giả sử như là gì nhỉ? Chúng ta có thể nói là trong cái thư tin nhắn tình cảm ấy, oh, I really long for your embrace. Oh, anh rất là khao khát được em ôm ngay lúc này. Đúng không? Úi dồi ôi! Nhưng mà các bạn thấy cực kỳ là mê ly luôn. Và các bạn có thể dùng cái từ long này ấy, thậm chí với cả trong những cái câu của IELTS mà nó thể hiện cái mong muốn ở trong tương lai. Được chưa? Giả sử như tôi rất là nóng lòng muốn trở lại hay là cái gì, đúng không? So, I really long for a return to somewhere. Được chưa, đúng không? Kiểu như là mình miêu tả một chuyến đi lại mà mình có thể kết là and I just, you know, really long for this city, oh, and I just really miss it. Yeah, boy. Cực kỳ hay, không? Rất cảm ơn anh Đinh, bạn Đinh đã dạy chúng ta cách apply những cá từ rất là beautiful của anh vào bài hát. Ok, nhưng chúng ta vẫn còn phần chorus. Ok, và chúng ta sẽ làm phần chorus nhé. Sau đó chúng ta sẽ cùng review với nhau những cái gì mà chúng ta học nhé. Ok, so ở đây nhận yêu em ơi. Yêu sẽ lâu dài. Các bạn thấy không? Ca từ của anh Đinh Mạnh Đình rất là beautiful. Nhưng cái ý mà anh ấy truyền đạt lên mình không thể dịch nào mà kiểu love and love forever. Cái đấy thì nghe tiếng Anh nó không hay, còn cái từ yêu trong tiếng Việt, con yêu tiếng Việt nghe nó nhẹ nhàng, nó ra diết, cho nên là lặp đi lặp lại nó không sao. Nhá, mình yêu tiếng Anh được gặp bạn một lần thôi. Nhưng cái ý ở đây mà anh ấy muốn truyền đạt đó là gì? Mãi mãi, lâu dài. Đúng không? Vậy thì mình có thể paraphrase một chút, đúng không? Miễn là mình truyền đạt cái ý là gì? Mãi mãi và lâu dài là được, đúng không? Và đây mình dạy các bạn từ rất là hay nhá, hay dùng trong những cái kiểu như là lời hứa hẹn trong đám cưới, đúng không? Đó là today, tomorrow and the day after. Ok, đúng không? Hôm nay, ngày mai và ngày kia. Ý người ta nói là tất cả những ngày còn lại, đúng không? Today, tomorrow and the days after. Yeah, đấy. Today, tomorrow and the day after.
Và bây giờ mình cần một cái từ dài khác, một từ vĩnh cửu khác mà nó vần với cái âm er. Và các bạn biết từ đấy rồi đúng không? Đó là for gì? Forever đúng không? Thích ở đây tình cảm ra thì lại now and forever, tình cảm nữa là I love you now and forever đúng không? I love you now and forever. Ôi ôi, giá diễn đúng không? Ok. Và yêu mình em, chỉ mình em thôi. Đấy, ở đây ca sĩ này dùng hai cái. Yêu mình em, chỉ mình em, đúng không? Hai từ mình, nhưng mà trong chúng ta biết là trong tiếng Anh, trong IELTS chúng ta phải paraphrase cái từ một mình theo hai cách khác nhau đúng không? Thì mình nghĩ là cái cách đầu tiên các bạn biết đó là cái từ only you, đúng không? Only. Phải làm thế nào để chúng ta dùng các cái từ khác để thay cho từ only nhỉ? Tất nhiên only có rất nhiều từ hay đúng không? Only you, solely you, thế thì exclusively you, right? Ông cái đấy nghe trong bài hát nó không ổn lắm đúng không? Nhưng chúng ta hãy dùng cái từ này, một từ rất là hay, được chưa? Đó là you alone, you alone, được chưa? Chỉ mình em. Nên các bạn biết cái từ alone này nó có nghĩa là tính từ cô đơn đúng không? Nhưng mà nó còn có nghĩa là trạng từ một mình, only, giống từ only, được chưa? Nhưng mà nó hay đứng sau danh từ nhá. Nếu mà là chỉ mình em là only you, với alone, với only. Còn nếu alone phải là you alone. Ok, úi dồi ôi, tí nhắn tin cho người yêu luôn. Tức là vừa xem live stream và vừa ứng dụng luôn. Nên tự nhiên không hiểu sao hôm nay thằng này nó tình cảm với mình thế. Mình nhắn luôn được cho người yêu cái tin đó là you alone are what I long for. Úi dồi ôi, hay không đấy? Chỉ mình em là cái mà anh khao khát ngay lúc này, em phải đến nhà anh ngay đi. Sao chúng ta đi ăn? chẳng phải là một ai khác đúng không? Thì các bạn có thể dịch một câu rất là hay, đó là and there ain't nobody. Nào, nobody là không ai khác, phải là nobody gì? Nobody else. Ok, đúng không? There ain't nobody else. Và cái từ ấy này là một từ rất là hay ở trong bài hát, nó hay được dùng ấy. Ấy nó có nghĩa là không phải đâu, được chưa? Và nó có thể dùng phủ định ở đây, nhưng mà nó không phủ định ở đây, không phải phủ định kép, nên đây vẫn là phủ định thôi. Người there ain't nobody không phải là không có ai, tức là có rất nhiều người, không phải như thế đâu. There ain't nobody chỉ là một cách nói thôi, được chưa? Không có ai khác cả. There ain't nobody else. Nếu bạn dùng từ này, người nước ngoài thì ta sẽ hỏi, oh man, where are you from? Rồi, tại sao em lại biết từ này của anh, đúng không? Em có phải sinh ra ở Mỹ ở anh không? No, I just watched the damn live stream. Okay, now ở sau nhá, yêu và đi cùng anh đến suốt kiếp, yêu và không rời xa đến trọn đời. Khó nhỉ? Cái ý mà anh muốn truyền đạt của đây là đến suốt kiếp, đến trọn đời. À, ok. Mình có nguyên một cụm từ này luôn. Cái cụm từ này một cụm từ cực kỳ hay. Bạn nào mà sắp cưới nhá, mình khuyên các bạn, mình recommend các bạn là các bạn phải insert nó ngay và trong cái câu mà mình hứa hẹn nhau trong đám cưới. Bởi vì đây là một trong câu classic nhất để hứa hẹn nhau trong đám cưới, đúng không? Đến lúc đầu bạc răng long, đến lúc suốt kiếp, rồi đến thế này thế nọ thế kia, đúng không? Từ kiếp này các bạn có thể dùng từ này rất là hay, đó là till death do us apart. Nào, mình biết là mấy ngữ pháp nhìn nó phải rất là dị đúng không? Do là death là danh từ, số ít ở đây là sao lại dùng cái từ do, nhưng mà câu nó thế chúng ta cứ phải giữ nguyên như thế. Đôi khi nó không make sense lắm, nhưng mà nó là cái cách mà người nước ngoài người ta nói, đúng không? Thì chúng ta cũng phải tuân theo để cho nó natural. Đấy, cứ có một số cái trong tiếng Việt nó cũng có tuân thủ theo ngữ pháp đâu, thôi nhưng mà chúng ta vẫn nói bởi vì nó là cái thông lệ rồi. Ok, so till death do us apart, tức là kiểu như là cái này trong tiếng Việt có một cái câu người ta gọi là chỉ cái chết mới chia lìa lứa đôi ấy, đúng không? Ok, so do somebody apart, nghĩa apart là tách ra, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta. Ok, thì các bạn có thể làm tròn câu đây mà kiểu như là gì nhỉ? From now till death do us apart. À không, không phải from now đi. Mình cần cái từ hai âm thì có từ from today đi. Để lặp lại từ today nhá. From today till death do us apart. Và mình cần cái câu đằng sau, các bạn biết là anh yêu em mà lại gần với cả vần vần với cả cái từ art đúng không? Thì rất là dễ, là các bạn có thể nói là kiểu I love you này, with all my heart, all of my heart. Ok, anh yêu em bằng chọn trái tim, tức là phải paraphrase tí mà đúng không? Nhưng mà yeah, you know. Ok, so mà nếu vợ mình vẫn đang xem, tất cả những lời này đều apply với em. Ok, so một đóa hương yêu ngọt ngào cho em. Mình không biết đóa hương là gì hay là đóa hương. Đóa hương. Hương là mùi đúng không?
một mùi hương dành cho em. Đóa là đóa hoa, đóa hương. Không biết là cái khái niệm, cái vật này, cái vật thì bạn nào mà lần sau thấy cái đóa hương trên đường mua mình gắn, mình muốn mua vợ mình những cái vật là quý hiếm như thế này. Anyway, nhưng mà thôi, mình dịch từ hương thì đóa, mình chả biết đóa là cái gì đâu. Mình biết từ hương đó là aroma. Aroma. Mà một đóa hương, mùi hương thì nó phải dịu dàng, nhẹ nhàng đúng không? Thì mình dùng cái từ này, a pleasant aroma. Một mùi rất dễ chịu. Cảm giác như đây là quảng cáo của thuốc đánh răng với lại kẹo cao su ấy. Nhưng mà thôi, tôi cố dịch đó nha. A pleasant aroma. Dạ này, để gần lại bên em đúng không? Mình sẽ không dịch là để gần lại bên em, mà là để kéo em lại sát lại bên anh đúng không? Và cái câu nó rất là hay, đó là câu này, đó là draws you near. Okay. Khi mà mình draw somebody near, tức là mình hút người khác vào gần mình. Ok, các bạn biết từ draw nó là rút mà, đúng không? Rút vào, đúng không? Thì draw somebody tức là mình hút ai đó. Và đây là một cái từ rất là hay để bạn có thể nói thay từ attract ở trong IELTS. Ok, thu hút ấy. Là sự, các bạn thay vì nói là kiểu thu hút sự chú ý là attract attention, đúng không? Các bạn có thể nói là draw attention. À, hay không, đúng không? Thay vì nói là kiểu attract somebody's interest, thu hút sự chú ý ngoài đó, các bạn thấy là draw somebody's interest. Ok, so câu cuối mùi đầu tiên thì là when we began rồi nhá. Và chúng ta cùng hát lại điều khúc nhá. Ok, so let's see how it sounds. Ok, hôm nay là mình đang phải cố gắng là vừa phải sát lên nghĩa tác giả và vừa phải tiếng Anh, vừa phải make sense, vừa phải vần. Các bạn đã thông cảm một số câu nghe được cùng tí, mà mình nghĩ là it's still passable. Ok, so let's go. Để hát cho em. Ui, chết. I just want you to know, today, tomorrow, and the day after, I love you now and forever. Only you and you alone, there ain't nobody else. From today till death do us apart, I love you with all my heart. Pleasant aroma that draws you near, right next to me. Kéo em lại ngay gần bên anh. Draws you near, right next to me. When we begin. Not bad, right? Nào, chúng ta cùng hát lại cùng nhau nha. Từ đầu bài nha. Và có một số cái chúng ta cùng ôn lại này. Có một khi được nhớ về đúng không? Reminisce. Được chưa? Một số cái highlight. Chúng ta thấy cái lời thổ lộ với nhau đúng không? Confession, yeah, một số cái chúng ta cần nhớ. Được chưa? Cảm xúc vẫn còn là gì? Linger still, ôm nhau, thắm thiết, embrace, right? Đúng không? Anh rất khao khát là gì? Cổ anh nó cứ dài ra, anh khát em đúng không? How I long for something, yeah. Đó, đây đúng không? Hôm nay, ngày mai, các ngày đằng sau đó là một cái khác để chúng ta nói forever, right? Đúng không? Đây, till death do us apart. Khi chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi. Thì mình thấy trong cái bài này thì chắc là chỉ có cái câu này là không dùng cho IELTS. To death do us apart, đúng không? Chỉ có cái chết mới chia lìa lứa. À không, IELTS tạo này là có câu là miêu tả một đám cưới. Ui, cái câu này là quá hợp rồi đúng không các bạn? Chuyên gia về đám cưới, wedding connoisseur. Ok, bắt đầu nhá. Tí cho chuyên nghiệp. From behind,
so tight. Just wanna let you know. Đó này nhá. Today, tomorrow and the day after, I love you now and I love you forever. And only you and you alone. There ain't nobody else. Today till death do us apart. I love you with all of my heart. A pleasant aroma draws you next to me. When we begin. Mình sẽ kiểu gọt rũa cái lời bài hát một chút, nhưng mà hôm nay chúng ta thấy là rất cảm ơn anh Đinh Mạnh Ninh, đúng không? Lời bài hát được tài trợ bởi anh. Em rất là cố gắng để dịch bài nào mà nó do justice to your beautiful lyrics. Okay, so yeah, cảm ơn bạn đã theo dõi từ đầu đến cuối của bài hát Của Yêu Đầu, và hopefully những cái thứ chúng ta gặt hái hôm nay nó beautiful là một cái thứ hai được áp dụng cho bài TIS, đúng không? Ok, so trước khi mà chúng ta say goodbye, mình có một số các cái exciting announcements. Thứ nhất là sắp tới sẽ có một sự kiện rất là hot của năm về IELTS. Đó là sự kiện IELTS Fair. Đấy, do Hội đồng Anh tổ chức. Thì IELTS Fair là một cái ngày hội về IELTS. Các bạn có thể đến tìm hiểu các cái tips and tricks học về IELTS. Sẽ có rất là nhiều các cái diễn giả. Mình là một trong số họ. Đến và chia sẻ rất là nhiều thứ useful về IELTS. Cũng có sẽ có những chuyên gia mà chia sẻ về những cái mà các bạn làm gì được với cái tấm bằng IELTS của mình. Vâng, các cơ hội xin việc, các cơ hội du học, các kiểu. Hoặc các bạn nếu không biết IELTS là gì, các bạn có thể đến, đúng không? Để giao lưu, chúng ta biết để chúng ta còn thấy nó cần thiết đến như thế nào, đúng không? So IELTS Fair, nó sẽ diễn ra vào ngày 15 ở Hà Nội, ngày 16 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì thông tin chi tiết thì sẽ được cập nhật ở trên trang của British Council. Ok, so các bạn có thể lên đó tham khảo nhé. Và mình rất là excited là hẹn gặp các bạn ở những cái ngày đó. Để nhắc lại nhé, 15 ở Hà Nội, 16 là ở Sài Gòn. Ok, so nếu mà các bạn happen to be in town, you know, say hello. Ok, mình rất là long for cái meeting với các bạn. Anyway, ok, so sắp tới có sự kiện gì nữa nhỉ? Sắp tới có sự kiện kiểu siêu siêu to của năm luôn, một sự kiện cực kỳ gây bão. Đó là, ít ra gây bão với cuộc sống của mình. Đó là sự kiện lần thứ hai của The IELTS Workshop. Mình không thể tin được là chúng ta đang gần cán mốc 2 năm. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream, các bạn học viên, cũng như tất cả những người mà đứng đằng sau, đứng đằng trước, đứng ở trong lớp để giúp cho TIW thành một cái ngôi nhà của IELTS cái cực kỳ là mỹ mãn và là một nơi mình cực kỳ mình long for. Okay, so TIW birthday thì nó sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 12. Okay, tức là bọn mình rất là tâm lý nhá, mình không chọn đúng ngày 24, 25 để các bạn đi chơi Noel, đúng không? Các bạn chọn ngày 23. Okay, so event này thì là sẽ là celebrate cái sinh nhật thứ hai của TIW. Như mình đã nói, sẽ có rất là nhiều các cái giveaway, rất là nhiều các cái phần quà, cũng như là rất là nhiều phần biểu diễn in house của các ca sĩ ngầm, các nhạc sĩ ngầm ấy, hoặc là những người điên ngầm ở trong The IELTS Workshop. Okay, so nếu mà các bạn có đi event The IELTS Workshop, I'm just going to be super excited to see you. Okay, so đó là một số các event coming up. IELTS Fair 15 ở Hà Nội, 16 tháng 12 là Thành phố Hồ Chí Minh, và The IELTS Workshop second birthday là vào 23 tháng 12. Okay, so một tháng cực kỳ là exciting cho cả mình và cho cả The IELTS Workshop. Mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi live stream để mình có thể chia sẻ những cái event đó. Vậy thì tới lần này live stream tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.